Kính chào quý khán thính giả. Khi học từ vựng, chắc chắn quý khán thính giả sẽ phải thực hành thì mới nhớ từ đó lâu được. Đặc biệt, chúng ta nên đặt câu với từ đã học. Đặc biệt hơn nữa là để quý khán thính giả có thể hiểu được cách sử dụng từ loại của từ đó là tính từ, động từ, trạng từ hay danh từ. Khi quý khán thính giả học từ vựng trong cuốn sách 3.000 từ tiếng Anh của Mr. Định, sau khi xem video, Luyện tập đọc theo quý khán thính giả, hãy luyện tập bài tập để ghi nhớ các từ đã học. Ví dụ sau khi học bài 35 tính từ kết thúc bằng đuôi able ở trang 78 sách 3000 từ tiếng Anh tập 1. Quý khán thính giả cùng nhìn và nhận diện từ loại trong bài tập số 1. Điền từ loại chính xác để hoàn thành các câu sau. Câu 1. I think this accident is. Chúng ta có hai từ avoid tránh, động từ. avoidable, tính từ. Trong câu này chúng ta sẽ điền avoidable, có thể tránh được vì đi trước là động từ to be. I think this accident is avoidable. Theo tôi nghĩ, tai nạn có thể tránh được. Câu số 2. Bạn có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi không? Chúng ta có động từ forgive và tính từ forgivable. Và chỗ trống chúng ta phải điền một động từ, chính vì vậy chúng ta điền forgive. Can you forgive my fault? Câu 3. That mistake is. Chúng ta có hai từ accept, động từ chấp nhận, tính từ có thể chấp nhận acceptable. Đi sau to be là một tính từ, vì vậy chúng ta điền acceptable. That mistake is acceptable. Lỗi lầm này có thể chấp nhận được. Câu số 4. Drinking a glass of water may help you feel. Đi sau động từ feel là một tính từ. Chính vì vậy trong hai từ comfort, động từ an ủi, comfortable, tính từ, thoải mái, dễ chịu. Đi sau feel là một tính từ, do vậy chúng ta điền comfortable. Drinking a glass of water may help you feel comfortable. Uống một ly nước sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu. Câu số 5. Although he is poor, his debt is pay or payable. Mặc dù anh ấy nghèo, nhưng món nợ của anh ấy có thể trả được. Đi sau to be vẫn luôn là một tính từ. Chính vì vậy chúng ta điền payable có thể trả được. Còn pay là động từ cho nên không đứng được ở chỗ trống này. Chúng ta cùng sang câu số 6. She is in my team. Chúng ta có hai từ, một là động từ believe, tin tưởng, hai là tính từ believable, có thể tin tưởng được. Như vậy đi sau to be, chúng ta biết sẽ phải điền từ loại gì rồi, đó là tính từ believable. She is believable in my team. Cô ấy là người có thể tin được trong nhóm của tôi. Câu số 7. They the window and enter the house. Chúng ta có hai từ break và breakable. Đập vỡ và có thể đập vỡ. Đi liền sau chủ ngữ they chắc chắn sẽ phải là một động từ, chính vì vậy chúng ta điền động từ break. They break the window and enter the house. Họ đập cửa sổ và chui vào nhà. Chúng ta cùng tới câu số 8. This exercise wastes me a amount of time. Chúng ta có hai từ: consider, cân nhắc, xem xét, cho rằng đây là một động từ. Considerable là tính từ, đáng kể. Như vậy chỗ trống đi trước danh từ amount, chúng ta sẽ điền một tính từ và chúng ta chọn considerable. This exercise wastes me a considerable amount of time. Bài tập này làm lãng phí của tôi khá nhiều thời gian. Câu số 9. Chúng ta có hai từ cần phải chọn. Động từ laugh, cười. Tính từ laughable, buồn cười. We là chủ ngữ cho nên đi sau sẽ là một động từ. We laugh out loud because of his joke. Chúng tôi cười lớn bởi vì trò đùa của anh ấy. Câu số 10. Yesterday I saw a horror movie. Ngày hôm qua tôi đã coi một bộ phim kinh dị đáng quên. Chúng ta có hai từ forget, động từ quên và tính từ forgettable, đáng quên. Đi trước horror movie, một cụm danh từ, chúng ta phải điền một tính từ. Vì vậy, hãy chọn forgettable. Yesterday I saw a forgettable horror movie. Câu số 11. The weather is changeable these days. Thời tiết ngày nay rất hay thay đổi. Như vậy, lý do chọn changeable là tính từ chứ không chọn change bởi vì đi trước là động từ to be is. Câu số 12. Everyone think that the result is foreseeable. Mọi người nghĩ rằng kết quả là có thể thấy trước được. Lý do chọn cũng giống như câu số 11, đó là đi sau động từ to be is sẽ là một tính từ. Everyone thinks that the result is foreseeable. Chúng ta cùng sang câu số 13. I believe that this work is doable. Tôi tin rằng công trình này có thể thực hiện được. Tính từ doable sẽ được chọn để điền vào chỗ trống trong câu này. Tương tự câu số 14. Don't worry, this wine is drinkable. Đừng lo, món rượu này có thể uống được. Và câu số 15. The baby is so cute. She is lovable. Như vậy, quý khán thính giả vừa theo dõi cách nhận diện tính từ có đuôi able bằng cách thực hành bài tập trong sách 3.000 từ tiếng Anh. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và theo dõi.